thêm đi con. Dạ. Ăn nhiều vô con. Yêu mày trời chị. Dạ con nghe nè mẹ. Con với Hà đang ở đâu? Sao Hà không có ở công ty? Tác phong làm việc của trợ lý giám đốc mà như vậy đó hả? Hà đang đi với con mà mẹ. Con còn tính nhân nhượng bao che cho nó tới chừng nào nữa? Rốt cuộc nó có đi làm không? Bây giờ tụi con về công ty nè. Vậy nha. Mẹ gọi có chuyện gì hả anh? Không có gì đâu, em cứ ăn đi. Dạ, con chào bác. Mẹ muốn gặp Hà. Có chuyện gì không mẹ? Tự nhiên bữa nay mẹ nổi hứng muốn đi dạo mua sắm. Mẹ muốn nhờ Hà đi với mẹ một chút được không? Dạ. Đi bây giờ luôn hả bác? Tại vì hôm nay con cũng còn nhiều công việc chưa giải quyết xong. Không sao đâu. Em cứ đi với mẹ đi. Hôm nay công việc cũng không nhiều. Ngày mai em gửi báo cáo cũng được. Mẹ muốn tạo cơ hội cho em để em tạo thiện cảm á. Em cứ đi đi, không sao đâu. Quang à, thôi con đi làm đi. Mẹ muốn nhờ Hà tư vấn một chút trước khi đi mua sắm. Tôi biết là cô đang lo sợ. Sợ là tôi sẽ làm gì cô nữa đúng không? Cho nên là mới lưỡng lự trong cái việc cùng tôi đi mua sắm. Dạ không phải vậy đâu bác. Vậy chứ cô sợ điều gì? Cô có yêu thằng Quang nhiều hay không? Cô hãy chứng minh cho tôi thấy đi. Nếu cô yêu thằng Quang nhiều thì cô phải chiều tôi. Tôi muốn đi mua sắm thì cô phải đi cùng với tôi chứ. Dù sao tôi cũng là mẹ chồng tương lai của cô mà. Hai cái này con thấy cái nào đẹp hơn? Dạ con thấy coi bộ cái màu đỏ được hơn. Lấy cái này cho tụi cô. Bác nghĩ là lấy cái đó đi, chứ cái này thường quá, bác không có thích. À mà nè, con thường hay mặc đồ của hiệu nào vậy? Dạ. Bác quên nữa. Nhìn đồ con mặc là biết hàng chợ rồi. Hay là để bác mua cho con vài bộ đồ hiệu để con mặc cho biết với người ta nha. Với lại bây giờ con cũng quen thằng Quang rồi thì phải ăn mặc sao cho nó tương xứng chứ. Dù cốt cách mình có quê mùa đi chăng nữa thì bên ngoài của mình cũng phải sang trọng lên một chút mới được. Mà thôi, chắc là không có hợp với con đâu. Sang hay không á, nó còn do gia đình, xuất thân, học vấn. Chứ nhiều người có đắp vàng lên mặt đi chăng nữa cũng không che được cái bản chất tầm thường. Nhiều khi còn bị chê là quê mùa nữa. Dạ con xin phép nghe điện thoại một chút. Alo, con nghe nè mẹ. Hả con? Con dạo này ổn chứ hả con? Sao mà lâu quá hai đứa chưa có chọn ngày để mà cho hai bên gia đình gặp nhau hả? Bà mẹ chờ lâu lắm rồi đó con à. Dạ anh Quang đã nói vậy rồi, mẹ đừng có lo nữa. Tại vì mấy bữa nay á tụi con bận bịu công việc quá cho nên là chưa có sắp xếp được thôi. Con nói thiệt với mẹ đi, nhà bên kia có làm khó dễ gì con không? Mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ biết con đang đi đâu không? Con đang đi mua sắm chung với lại mẹ của anh Quang đó. Thiệt Thiệt hả con không dối mẹ chứ? Mẹ không tin con hả? Bây giờ mẹ cúp máy đi, rồi con gửi hình cho mẹ coi nha. Gì? Mẹ đây. Đó, mẹ thấy hình con gửi chưa? Mẹ thấy rồi. Ôi trời ơi, con đang đi siêu thị với lại mẹ của Quang thiệt hả? Dạ, mẹ anh Quang đó mẹ. Nè, nhớ tạo ấn tượng thì là tốt trong lòng gia đình bên đó nghe con, nghe. Mẹ cứ yên tâm đi, con gái mẹ đi đến đâu á ai mà không thương chứ. Mẹ không tin hả? Ừ, mẹ biết rồi, mẹ tin rồi. Nè, con đi chơi đi nghe. Nghe, có gì nhớ gọi điện cho mẹ nghe. Nhớ nghe. Dạ, mẹ cứ yên tâm nha. Cô, trời ơi, mấy ngày không gặp nhớ cô ghê luôn á. Hà, vô biểu coi. Cô kêu đi theo phụ cô đó. Nè. Cô, mới có mấy ngày không gặp mà cô đẹp ra hẳn luôn á cô. Hồi nãy con nhìn không ra cô luôn á, con tưởng thiếu nữ nào không á. Thiệt tình. Con Quyên nhà cô cũng không dẻo miệng bằng con luôn đó. Trời ơi, thấy cưng quá à. Người gì đâu vừa sang trọng, vừa đẹp, vừa giỏi giang mà ăn nói có duyên nữa. Thiệt là uổng cho cành vàng lá ngọc này quá đi. Đúng là thằng Quang có mắt như mù mà. Cô, không có sao hết á. 30 chưa phải là Tết mà. Con nghĩ là sẽ có lúc anh Quang nhận ra ai mới là người phù hợp với anh Quang thôi cô. À, mà bữa nay cô có người đi theo sách đồ, thích quá cô ha. Thôi đi, con đừng có nhắc tới nữa làm cô bực mình đây nè. Đi theo mua đồ gì đâu mà lù lù như cục đất vậy đó. Không biết nói năng gì hết trơn, chán muốn chết à. Mai mà có con tới đó nha. Nè, đi lựa đồ phụ cô đi. Tuân lệnh. Ăn nhiều vô con. Dạ. Alo, em nghe nè. Sao đi sắm có vui không? Mang gì chưa? Em đang ngồi ăn chung với mọi người nè. Mẹ anh có làm khó làm dễ gì em không? Không có đâu. Bác nói chuyện với em vui vẻ bình thường lắm. Thấy mẹ anh vậy thôi chứ không có khó đâu. Em đừng có lo. Cảm ơn con. Em đâu có lo gì đâu. Em thấy lo là anh đang lo kìa. Sớm muộn gì mọi người cũng thích em thôi. Em là cô gái dễ thương nhất thế giới mà. Làm sao không thích cho được. Thì ai gặp em mà chả thích em, đúng không? Vậy đi vui vẻ nha. Sao Tùng ở đây? Đi ăn hả? Đi ăn sao không vô trong đứng đây làm gì? Không phải cái này. Đi. Thôi, Tùng làm cái gì vậy? Ở đây làm gì? Đi với Tùng. Đi đâu? Hà bận rồi. Cô, mình mới vô ăn có một chút mà nắm tay nắm chân ngoài kia rồi kìa cô. Thôi, Tùng về đi. Hà. Ai đây? Chuyện này là sao? Bộ cô giỡn mặt với tôi đó hả? Dạ bác ơi, bác đừng hiểu lầm. Đây chỉ là bạn của con thôi, không có gì đâu. Tùng về đi, Hà bận rồi. Cái này của bà hả? Sao phải đi xách đồ giùm người ta vậy? Có tay có chân mà, bộ bị liệt hả? Nè, cậu lấy tư cách gì mà ăn nói hàm hồ như vậy chứ? Tôi tư cách gì thì kệ tôi đi. Tôi chỉ cần biết là mấy người ngồi trong đó ăn uống thoải mái. Để bạn tôi ở đây phải canh đồ cho mấy người hả? Làm gì không đúng á, thích nói được không? Cha, bạn bè mà coi bộ quan tâm miếng ăn giấc ngủ của nhau quá ha. Chứ bây giờ cô ta nói là cô ta không đói, cô ta không muốn vô trọng ăn, không lẽ tôi phải bưng ra tới tận đây để đút từng muỗng cho cổ hay sao? Dạ bác ơi, con xin lỗi bác. Tùng làm cái gì vậy? Tại vì Hà no rồi, muốn đứng qua đây cho thoải mái thôi. Thôi Tùng đi về đi. Bác ơi, buông ra. Không dám làm phiền tới cô, mất công người ngoài nhìn vô lại nói tôi hà hiếp gì cô nữa. Từ trước tới giờ tôi đi mua sắm với cô Dân lúc nào tôi cũng xách đồ cho cổ. Còn cô á, lâu lâu mới xách đồ cho người lớn một lần mà đã kể lễ rồi. Người gì đâu mà kỳ cục vậy? Em gái tên Bích Ngọc hả? Sao? Lần đầu tiên gặp người nổi tiếng hả? Không, người nổi tiếng gặp nhiều rồi. Người hỏng đường nổi tiếng á, mà mặt dày như mặt đường mới gặp lần đầu á. À, nè, cậu thôi đi nha. Đừng có ăn nói hàm hồ kiểu đó nha. Tôi nói không đúng hả? Đúng cái gì mà đúng. Dạ, con xin lỗi bác. Đây không cần phải xin lỗi. Ngoài mặt á, thì nói là muốn làm dâu nhà này, vậy mà sau lưng á, thì đong đưa với đàn ông khác. Tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn như cô vậy đó. Chỉ tội nghiệp cho anh Quang thôi. Uổng công anh Quang hết lòng yêu thương cô, hóa ra cô là người bắt cá hai tay. Dạ bác ơi, chuyện không phải như vậy đâu, con xin lỗi cô. Bác không cần phải giải thích. Cô đi theo với nó luôn đi. Tôi chịu đựng cô từ sáng tới giờ muốn nổi hết cả da gà đây nè. Người đâu nói tới như vậy mà vẫn còn lì lợm bám theo làm sao? Dạ bác đi ơi, đi mà... Muốn ở đây lắm hả? Đi Tùng, đi thôi anh. Làm cái gì vậy? Đứng ở đây nói chuyện với mấy người này không có đáng, em hiểu không? Tùng, đi dạ, thôi anh. Con... Bác ơi. Em ăn đi. Sao em không ăn đi? Cái chỗ người ta không cần em tới, em đi tới đó để em ngồi ngoài đường. Chỗ này người ta mời em ăn nè, sao em không ăn đi? Tội vạ gì em phải làm vậy hả? Em không ăn đúng không? Vậy thì anh nhịn với em. Tại sao hai người về chung vậy? Bộ hôm nay rảnh không đi làm hả? Tôi đi làm kệ tôi, lo cho ông đi. Nè, cái miệng hứa bảo vệ người ta, yêu thương người ta, làm tới cùng đi. Đừng có dở dở ương ương để người ta phải đau khổ. Ý anh là sao? Ý tôi là sao hả? Không biết hả? Không biết đi về hỏi mẹ ông đó. Mẹ anh làm gì em hả? Hôm nay em đi cả ngày em mệt quá, chứ em vô ngủ trước nha. Đi về hỏi mẹ không đi, đứng đây làm chi? Có lượng thứ luôn trên đời, tuy không mong xảy ra nhưng mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.